Kính thưa quý vị khán giả, em Huỳnh Trần Ý Nhi, Miss World Việt Nam 2023. Sau một khoảng thời gian tự bản thân mình chiêm nghiệm về những gì đã trải qua, lời nói đầu tiên, em muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả, đến với các đơn vị, các cá nhân liên quan đã chịu ảnh hưởng bởi những phát ngôn của em. 3 tháng qua, em dành toàn bộ thời gian để có thể nhìn nhận lại bản thân của mình. Ý Nhi đã đọc, đã lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả các góp ý của quý vị khán giả. Ý Nhi sẽ cố gắng, nỗ lực, không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân của mình. Ý Nhi cảm ơn quý vị khán giả. Sau khi đăng quang, điều mà Ý Nhi cảm thấy vô cùng hạnh phúc là đã thực hiện được các nguyện vọng của mình, các lời hứa trước đây. Đó chính là quyên góp toàn bộ số tiền thưởng của cuộc thi Miss World Việt Nam cho các hoạt động thiện nguyện cũng như là góp phần vào các quỹ khuyến học của ba báo Tiền Phong, Thanh Niên và Tuổi Trẻ. Ý Nhi cũng đã quyên tặng mái tóc của mình cho tổ chức mạng lưới ung thư vú Việt Nam VCNV. Trong tương lai, Ý Nhi vẫn sẽ thực hiện các dự án thiện nguyện dựa theo khả năng cũng như là điều kiện của mình. Nhận thấy việc học tập, mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, Ý Nhi sẽ đi du học 2 năm ở Úc theo như dự định từ trước. Đây là chương trình đào tạo liên kết của trường mà Ý Nhi theo học. Với phần học bổng được trường đại học bên Úc hỗ trợ, Ý Nhi nghĩ rằng đây là thời điểm, là điều kiện thuận lợi để cho mình có thể trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình học đại học của mình. Khi quý vị xem được những thước phim này, cũng chính là lúc mà Ý Nhi đã đặt chân tới nơi đất khách quê người và bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời mình. Kính chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành công và an vui trong cuộc sống.